Xin chào mọi người, lại là Bích Phương đây. Ngày hôm nay của bạn có gì vui không? Đây là podcast Nằm Xuống Liêu Diêu. Ở đây Phương sẽ tâm sự với mọi người những câu chuyện riêng tư của Phương. Sau đấy thì Phương sẽ hát cho mọi người nghe một bài hát. Và cuối bài thì Phương sẽ ru cho mọi người ngủ. Lần này thì ở trong phần 2 của podcast của Phương thì Phương sẽ hát tặng cho mọi người ca khúc Em Bỏ Hút Thuốc Chưa, một sáng tác nữa của nhạc sĩ Tiên Cookie. Thì ở trong cái phiên bản lần này thì sẽ là phiên bản Phương hát một mình chứ không hát song ca với anh Vắng nữa, cho nên là cái phần lyric cũng thay đổi một chút để cho nó phù hợp với việc là một ca khúc đơn ca hơn, và cái bản phối cũng có thay đổi một chút. Rất là hy vọng rằng là các bạn khán giả sẽ thích cái phiên bản này. Bởi vì cái ca khúc ở trong phần 2 lần này là ca khúc Em Bỏ Hút Thuốc Chưa, cho nên Phương quyết định là cái nội dung của cái phần 1 tâm sự với mọi người nó sẽ là nội dung có chủ đề là từ bỏ. Nhắc đến chuyện từ bỏ thì Phương nghĩ ngay đến một cái câu chuyện hồi bé của Phương. Đấy là một câu chuyện về một đôi giày. Thì cái câu chuyện về đôi giày này thì nó là cái câu chuyện mà nó gắn với cái chuyện mà Phương phải dùng rằng và Phương phải miễn cưỡng từ bỏ một cái thứ mà Phương rất là yêu thích. Thì câu chuyện nó xảy ra vào tầm độ khoảng lúc đấy hình như Phương học cấp 2, độ khoảng lớp 7, lớp 8 gì đấy. Lớp 7, lớp 8 thì như mọi người cũng biết là đã bắt đầu dậy thì rồi, đã bắt đầu biết quan tâm đến ngoại hình hơn một chút, rồi là cũng quan tâm đến các bạn nam, rồi là cũng bắt đầu xí mứng, thích ăn mặc sành điệu, rồi quần quần áo áo kiểu thế. Thì là hồi đấy thì Phương rất là hay được mặc quần áo thừa của dì Hường. Dì Hường của Phương là, dì Hường là em của dì Lan. Thì nhà Phương thì có bác Tùng, có mẹ Hương, có dì Lan, dì Hường là dì Út. Thì dì Hường là ở trong mắt Phương thì là một biểu tượng thời trang, là một fashionista. Và Phương mặc định là tất cả những cái thứ mà dì Hường dì mặc lên người hay những thứ dì mua về nó là những thứ thời trang nhất ở trong mắt của mình. Thì hồi đấy Phương rất là hay được dì thải cho quần áo thừa. Thì có cái gì mà thừa mà dì không mặc nữa thì dì sẽ cho. Và những cái ngày mà được dì gọi sang nhà cho quần áo thừa thì là những cái ngày mà rất là tuyệt vời, tuyệt đỉnh, rất là hạnh phúc, mê ly của cuộc đời Phương. Cho nên là Phương rất là trông chờ những cái ngày mà dì gọi sang nhà để thải cho đồ thừa. Thì cái đôi giày mà Phương muốn nhắc đến ở đầu nó chính là cái đôi giày đến trong một cái ngày tuyệt vời như thế. Thì khi mà dì sang gọi sang nhà để cho quần áo thì Phương rất là hí hửng. Phương nghĩ là Phương sẽ được những quần áo cũ của dì mặc đi học cho sành điệu các thứ. Thì dì lại đưa cho Phương một đôi giày. Thì lúc đấy Phương cảm giác giống như kiểu Phương không thể ngờ được, ôi sao tự nhiên dì lại hào phóng thế. Tức là bình thường thì mình hay được thải những cái đồ cũ, trông nó cũng còn mới nhưng mà nó không mới tinh. Nhưng mà cái đôi giày lần đấy dì thải cho mình thì like new, không, nó hầu như không có dấu hiệu của cái chuyện mà dì mình nó đã sử dụng. Tức là cái đôi giày còn rất là mới. Hồi đấy trong mắt mình đấy là đôi giày đẹp nhất thế giới. Đôi giày gì mà đẹp thế? Đôi giày, để tả cho mọi người nghe cái đôi giày, nó là một đôi giày thể thao màu trắng, có cái lớp da bên ngoài là màu trắng, thế xong rồi nó sẽ có những cái viền sọc sọc may dọc cái thân giày là màu tím than, thế xong nó có một cái mõm cao su nó ôm lên trên cái mũi giày như thế này, xong rồi cái viền này thì màu trắng, còn cái chỗ dưới này thì là nó là màu cao su, xong nó có hai chữ N màu đỏ ở hai cái bên này này. Thì em ơi, lần đầu tiên nhìn thấy đôi giày mình hạnh phúc, mình sung sướng tột đỉnh. Mình bảo ôi, thật là đỉnh, sao lại có một đôi giày đẹp như này. Thì cái lúc trên đường đạp xe về nhà là cứ nhìn vào giỏ xe cái chỗ mà chứa cái đôi giày, xong rồi cười hí hửng hửng. Thì sau khi mà cái đôi giày này nó đến với mình thì vì mình quá thích cho nên là mình mặc nó, mình đi nó với tất cả các loại bộ quần áo của mình và đi đến bất cứ đâu. Tức là đi đâu mình cũng đi cái đôi giày đấy. Đi học cũng đi, đi chợ cũng đi, đi học thêm cũng đi, tập thể dục cũng đi, sang nhà bạn chơi cũng đi, mùa đông cũng đi. Mà mùa hè nóng như thế thì cũng vẫn cố đi. Là đi quanh năm mê mải và cảm giác như là tất cả những cái bộ quần áo mà xấu nhất mà kiểu dạng như quê mùa nhất của mình mà mình đi về cái đôi giày đấy thì tự nhiên mình lại cũng trở nên thời trang vãi trưởng kiểu thế. Nó đẹp đến cái nỗi mà lúc đấy mọi người cũng biết là xu hướng thời trang thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mà có một cái thứ nó xấu bền vững, đấy chính là cái quần đồng phục. Phương nghĩ rằng là tất cả những cái trường ở cấp 2, cấp 3 từ hồi của Phương cho đến tận bây giờ thì vẫn có một cái năng lực siêu phàm là sản xuất ra những cái quần đồng phục rất xấu cho học sinh mặc.
thì là với một cái quần đồng phục xấu như thế, thế nhưng mà khi mà Phương đi cái đôi giày đấy vào, Phương vẫn cảm giác là Phương lên được mấy chân kính, Phương có cảm giác như ôi sành điệu quá, không còn cảm thấy cái quần nó xấu nữa, sao cái đôi giày nó như phép hay sao ấy, mặc với cái gì nó cũng đẹp. Thế là Phương thích quá, Phương đi và Phương mặc với tất cả các thể loại trang phục, kể cả quần đồng phục và từ hè sang đông, từ tất cả các loại thời tiết. Thì như mọi người cũng biết là đồ vật nào thì nó cũng sẽ chỉ có thời hạn sử dụng thôi, đâu có cái gì mà dùng mãi mãi được. Mà cái đôi giày mình dùng mình đi nhiều như thế thì theo thời gian thì nó cũng phải cũ dần. Thì lúc đầu thì nó trắng tinh khôi, nó rất là đẹp thiên nga. Thế xong rồi đi lâu thì nó bắt đầu cũ đi, bởi vì nó là da ấy, cho nên là khi mình giặt xong mình lại đi ấy, thì cái da nó bắt đầu nứt ra, xong rồi chỗ những cái đường chỉ thì nó bắt đầu từ màu tím than nó thành màu đen, xong cái dây giày thì nó cháo lòng, nói chung là nó bắt đầu chuyển sang một cái màu hơi cháo lòng một chút. Thì mình vẫn thấy nó đẹp, tức là khi mà nó còn mới ấy, thì là nó là mình là người sành điệu bóng bẩy, còn khi mà nó cũ đi thì mình là người sành điệu phong trần. Nói chung là cứ đi đôi giày là sành điệu. Và cái mức độ sành điệu thì nó thay đổi theo cái sự cũ mới của đôi giày. Lúc thì mình là người bóng bẩy, còn nó cũ hơn thì mình là người phong trần. Thì là mình vẫn mặc định là mình vẫn rất là thích cái đôi giày đấy, và mình nghĩ là mình sẽ đi đôi giày mãi mãi, sẽ cố gắng gìn giữ để nó được đồng hành với mình suốt cuộc đời của mình. Cái lúc đấy thì mình nghĩ thế. Thế nhưng mà chẳng có cái gì chống lại được cái sự bào mòn của thời gian cả. Và cái đôi giày của mình thì cũng thế. Thì đến một ngày nọ thì buổi sáng mình đi học thì mình xỏ chân vào giày thì mình thấy nó hơi há nhẹ ở cái chỗ mõm cao su ra, nó hơi nhấc lên một cái như này, nó kiểu cười hơi mỉm mỉm. Thì là đúng là bầu trời xung quanh của mình sụp đổ, mà ôi tôi chết rồi, sao cái đôi giày nó lại bị há mõm ra, mình phải cứu nó ngay lập tức. Thì là mình mới lấy keo 52 mình đổ vào để mình đi tiếp, mình dán vào thì ngay cái lúc mà nó mới hở ra mình dán vào thì nó vào ngay, thì mình vẫn đi được tiếp. Thì cỡ độ khoảng đi được độ khoảng hơn một tháng thì nó lại há ra tiếp, nó lại cười, lần này nó lại cười to hơn một tí. Cứ mỗi một lần nó cười trở lại thì cái nụ cười nó lại toét toét hơn một tí. Thì xong mình lại cố đổ 502 vào để mình dán để mình đi tiếp. Thì bố mẹ mình thì nhìn thấy mình cứ dán đi dán lại cái đôi giày cũ ấy để đi thì rất là sốt ruột. Và mẹ mình ngay lập tức mua cho mình một cái đôi giày mới, bởi vì là nghĩ là kiểu dạng như là, hay là nó nghĩ là nó không có giày để đi, sao mà lại cứ đi cái đôi giày rách như thế. Thế là bố mẹ mua một đôi giày mới. Thì mẹ bảo là con ơi, con đi cái đôi giày mới này đi, bởi vì là cái đôi đấy nó rách rồi thì con phải bỏ nó đi, không đi được nữa đâu. Thì mẹ mua cho mình một đôi giày mới, và mình cũng vẫn nhớ ngoại hình của cái đôi giày đấy luôn. Cái đôi giày mới đấy là một cái đôi bốt đến mắt cả chân, nó cũng bằng da, nó màu be, xong rồi nó có cái viền màu đỏ và nó kéo khóa hai bên. Và tất nhiên là trong mắt mình cái thời điểm đấy thì một khi cái đôi giày kia nó đã là hoa hậu thì tất cả những cái đôi giày khác nó đều không có giá trị gì trong mắt mình hết, về mặt nhan sắc. Và cái đôi giày của mẹ mua cũng thế, là mình không muốn đi mà không, con thích đi, con chỉ thích đi đôi giày của con thôi. Thế là lại hì hụi ngồi giá 502 vào để đi học tiếp. Thì bố mình kiểu bố mình rất là chịu đựng cái chuyện mà mình cố đi cái đôi giày cũ đấy, tức là bố cũng cố nín nhịn bảo thôi nó thích thì kệ cho nó đi, đừng quan tâm nữa, kệ cho nó đi, thích đi bao giờ đi. Thế nhưng mà đến một cái ngày nọ mọi người ạ, thì mình đã bảo là mỗi khi mà nó há ra thì nó lại há to hơn. Thế là cái một cái hôm nọ buổi sáng mùa đông mình vẫn nhớ thế, đi học nó há ra mà nó há ngoạc ngoàng ngoàng à, luôn cả hai bên, một bên cái chỗ mõm cao su nó còn bị rách đôi ra cơ, nó rách còn vừa há vừa rách, nói chung là nụ cười trông rất tơi tả. Thế mình lại tiếp tục mình mắm môi mắm lợi, mình cố mình đổ 502 vào, mà cái chỗ 502 nó bị chai ấy mọi người, cho nên là cứ lâu dần theo thời gian thì là nó sẽ càng khó để dính vào hơn, vì nó chai, nó cứng đơ rồi, nó không dính được nữa. Thì mình lúc đấy mình cứ cố ấn vào nó lại mở ra, Thì bố mình chứng kiến toàn bộ sự việc thì bố mình mới lên cơn điên. Tức là cũng bố mình cũng rất ít khi nổi cáu với mình, nhưng mà ngày hôm đấy có cảm giác như chắc là cũng tích tụ chuyện này chuyện nọ nên là điên quá, nhìn thấy ngứa mắt quá không thể chịu nổi, thế mà là con đưa ngay đôi giày cho bố. Thì mình đã có dự cảm không lành rồi, mình nghĩ là bố sẽ vứt cái đôi giày đấy đi của mình, là mình kiểu dạng như rền rứ mình không muốn đưa. Bố mình xuống cầm cái đôi giày đấy, xong bố mình đi ra khỏi ban công, bố mình ném cái đôi giày từ ban công ném thẳng sang cái mái nhà, cái nhà đối diện. Thì khu nhà mình thì là khu tập thể 3 tầng, nó ở trên dốc, thì bên dưới nó có một cái nhà nghỉ, nó ở thấp hơn ở dưới dốc. Thì cái nóc nhà đấy họ đổ mái bằng thì nó luôn cái nóc nhà nó luôn ở trong tầm mắt của mình. Thì bố mình ném một phát ra thẳng cái mái bằng đấy luôn, đôi giày nằm há mõm trơ trọi ở trên đấy. Thì lúc đấy mình cảm thấy tan vỡ và đau khổ, và mình rất là ghét bố mình vì mình không hiểu tại sao lại làm như thế với mình, trong khi đấy là cái đôi giày mà làm cho mình hạnh phúc suốt một năm trời, mình đồng hành với nó, mình trở thành fashion icon ở trong mắt mình, mà sao bố mình lại nỡ làm như thế.
thì mình cảm thấy sau khi mà bố làm như thế thì mình cảm thấy rất là đau khổ, và tự nhiên mình không thấy mình thời trang, mình không thấy mình chành điệu đi, tất cả những cái đôi giày khác mình đều cảm nhận lại ôi nó lại xấu như cũ rồi, mình không còn thiết tha trở thành fashionista ở trong chính mắt mình nữa. Và mỗi lần xỏ giày, bất kỳ một đôi giày nào khác vào chân thì mình đều cảm thấy rất là đau khổ và miễn cưỡng và không hạnh phúc. Và khi mà mọi người cứ tưởng tượng nếu như mà mình vứt cái đôi giày vào trong thùng rác và nó bị vứt đi thì mình sẽ rất nhanh để quên nó thôi, nhưng mà thật sự là nó nằm ở trên cái mái nhà đấy phải rất là lâu, sau một cái cơn bão to thì mình một buổi sáng mình đi ra mình mới không thấy nữa, bởi vì là mình thì nhà mình thì phơi quần áo ở ngoài ban công, cho nên là mỗi khi mà buổi sáng đi ra lấy đồng phục để mặc đi học thì lại nhìn thấy cái đôi giày đấy, nó như là một cái sự dằn vặt ấy. Lúc đầu ấy nó nằm ở trên đấy buồn bã, xong rồi theo nắng theo mưa nó bắt đầu giã ra, xong nó đau đớn, nó ngoặt bên nọ, nó ngoặt bên kia theo những cơn gió. Xong rồi một ngày nọ đi ra thì chỉ còn một cái, thế xong một vài ngày sau nữa khi mà những cơn mưa lớn thì cuối cùng cũng chẳng thấy cái đôi giày đâu. Nhưng mà suốt cái thời gian mà mình phải nhìn thấy cái đôi giày đấy là mình đau khổ, và mình coi đấy là một cái cú sốc đầu đời rất là lớn. Mặc dù nó chỉ là một đôi giày vứt đi thôi, mọi người thì có thể nghĩ thế, nhưng mà mình nghĩ là bạn nào mà hồi bé thì cũng sẽ có một cái món đổ vía và chia tay nó thì sẽ rất là khó khăn, mà bản thân cái cuộc chia tay đấy của mình còn khó khăn hơn nữa, bởi vì mình mỗi ngày mình nhìn thấy xác chết của nó trong suốt mấy tháng trời thì thật sự là nó là một cái sự đau khổ rất là lớn. Thì cái cuộc từ bỏ đầu tiên ở trong cuộc đời mình nó chính là cái cuộc từ bỏ cái đôi giày đấy, và nó là một cái cuộc từ bỏ mà rất là dùng dằng và miễn cưỡng và mang lại rất là nhiều đau khổ cho mình và mang lại rất là nhiều cảm xúc tiêu cực cho bố mẹ. Thì đấy là cái cuộc từ bỏ đầu tiên mang lại đau khổ. Thì đến cái lúc mà mình lớn hơn, khi mà mình trưởng thành, thì những cái thứ mà mình phải chia tay, những thứ mà mình từ bỏ, tất nhiên nó không dừng lại ở đồ vật nữa, mà nó là những cái mối quan hệ, nó là những cái câu chuyện tình cảm. Thì khi mà lớn hơn thì mình bắt đầu phải làm quen với cái chuyện mà không phải là từ bỏ những đồ vật nữa, mà còn là những câu chuyện tình cảm của mình. Thì cũng có một cái sự từ bỏ mà mình đến giờ mình vẫn còn nhớ và mình cảm thấy rất là ân hận. Đấy là khi mà mình, lúc đấy là mình đã bắt đầu yêu đương nhiều rồi, mình cũng có một vài mối tình bất bại rồi. Thì mình quen anh này, lúc đấy là mình vừa mới thi idol xong được cỡ một năm. Thì mình chuyển về Hà Nội, sống ở Hà Nội và làm việc ở Hà Nội. Thì mình quen anh này, thì anh ấy bằng tuổi mình. Thế xong rồi hai đứa yêu nhau kiểu rất là trẻ trung, kiểu dạng như là tình yêu tuổi trẻ, lúc nào cũng phơi phới, đi ăn đi uống đi chơi, cười phớ lớ với nhau, rất là vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng mà sau một thời gian cỡ độ khoảng nửa năm thì mình quyết định là sẽ chuyển vào Sài Gòn để bắt đầu cái sự nghiệp mà ca sĩ của mình. Thì khi mà mình quyết định như thế thì người ta cũng ủng hộ, thế xong rồi thôi em cứ đi đi. Thì đi vào Sài Gòn thì mình cũng, thật ra là lúc đấy mình chưa ổn định hẳn cuộc sống, nhưng mà mình cũng ra ra vào vào. Thế xong rồi khi mà vào Sài Gòn và bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở trong Sài Gòn thì nó có quá là nhiều thứ mà mình thấy là nó hấp dẫn mình. Rồi là tức là cái nhịp sống khác, rồi con người khác, rồi đồ ăn khác, rồi chỗ ở mới, cái gì nó cũng rất là hấp dẫn. Và hồi đấy thì mình còn trẻ, mình mới có 22 tuổi, rất là trẻ, bỡ ngỡ với cái cuộc sống mà khác xa với cái cuộc sống mà mình từng sống, nên là rất là thích thú cái cuộc sống đấy. Và lại còn có một anh khác, thế là thích cái anh đấy anh cưa, thế là cũng thích. Thế là lúc đấy thì mình phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Thì thật sự là cái lúc đấy mình, bởi vì cuộc sống mới rồi, những cảm xúc mới, thì những cái thứ nó đã cũ thì nó bị phai nhạt đi. Thì mình cũng đã tự quyết định trong đầu là mình sẽ chia tay anh người yêu ở Hà Nội để mình tiếp tục cái mối quan hệ ở trong Sài Gòn của mình. Thế nhưng mà bởi vì cái người đấy lại là một người rất là tốt, tức là bởi vì mình thì là cái người mà hời hợt trong khi yêu đương, mà mình có bao giờ lựa chọn hay là mình nghĩ là cái người này có phù hợp với mình không hay ABC các thứ đâu, mình chỉ người ta cưa thì mình yêu ấy. Thì những cái mối quan hệ nó cũng rất là, bởi vì là mình quá dễ dãi trước các sự lựa chọn đi, cho nên là những cái mối quan hệ nó cũng không có gì là sâu sắc cả, nó hời hợt từ chuyện người anh người yêu này sang anh người yêu khác. Nhưng mà tự nhiên cái anh này thì mặc dù mình hời hợt như thế nhưng mà người ta rất là thật lòng và người ta rất là để tâm chăm sóc cho mình, quan tâm đến cảm xúc của mình, trong khi mình cũng chẳng ra làm sao cả. Thì khi mà người ta tốt với mình như thế thì tự nhiên cái câu chia tay mình lại ngần ngại, mình không muốn nói. Ý là trong lòng mình thì mình nghĩ là thôi bây giờ người ta tốt thế, mình mà nói câu chia tay thì nó phũ phàng quá, thế thôi mình nói nước đổi. Thì lúc đấy mình mới nhắn tin cho anh, mình bảo là anh ơi thôi bây giờ mình tạm
xa nhau một thời gian đi, bây giờ khoảng cách địa lý nó cũng xa mà công việc của em cũng nhiều, em cũng cần thời gian để em suy nghĩ và em cân bằng lại. Thì tự nhiên mình nói với người ta một cái câu rất là giáo hoảnh như thế thì anh ấy tất nhiên là không thể chấp nhận được cái lý do đấy của mình. Anh ấy bắt đầu đi tìm mình. Thì mình có nói dối quanh co, mình có bảo là hôm nay thôi em về quê rồi anh đừng có tìm em nữa. Thì đấy, thì lúc đấy thì mình cứ nói dối quanh co, loanh quanh, mình cứ ở đâu thì mình lại bảo là mình ở chỗ khác thì người ta đỡ đi tìm. Thế là lúc đấy mình đang ở Sài Gòn nhưng mà bảo là thôi em về quê rồi anh đừng có tìm em nữa. Em đã bảo là em cần thời gian rồi thì anh cứ cho em thời gian đi. Thế nhưng mà tất nhiên là người ta không cam tâm về cái chuyện đấy, bởi vì là rõ ràng là ở trong cái mối quan hệ tình cảm của mình với anh ấy thì anh ấy không làm cái gì sai cả. Và mình cũng không nói là mình thay lòng đổi dạ, mình có người yêu mới hay là gì. Mình cứ bảo là mình cần phải có thời gian để thích nghi cuộc sống mới, mình cần một mình, những cái thứ mình không nói rõ. Thì người ta tất nhiên là người ta không chấp nhận cái lý do đấy. Và đã là người yêu thì tất nhiên là người ta càng muốn ở bên cạnh để người ta động viên mình hơn, đặc biệt là yêu xa nữa. Cho nên là anh ấy tìm cách để anh ấy tìm cái câu trả lời, anh ấy muốn gặp mình để nói chuyện trực tiếp. Thì cái hôm đấy mình đang ở trong Sài Gòn nhưng mà mình nói dối là mình về quê Quảng Ninh, và mình cũng không ngờ là anh ấy lại lái xe về quê để tìm mình. Thì khi mình cũng không biết làm cách nào mà anh có địa chỉ nhà mình đó, nhưng mà cái lúc mà anh đến nhà thì là chỉ có mẹ mình ở nhà thôi. Thì mẹ mình ra, mẹ mình gặp tiếp chuyện, nói chuyện, thì mẹ mình mới bảo là không cái Phương nó có về đây đâu, nó đang ở Sài Gòn mà cháu đi về đi, không có gì thì để cô nói chuyện với nó cho, để cô nói chuyện với nó thôi, cháu đi về đi, khổ thân cháu quá, y thế. Thế xong rồi thì anh ấy đi về. Thì mẹ mình gọi thoại cho mình, mẹ bảo Phương ơi con làm như nào chứ, con đừng có làm như thế, tội nghiệp người ta. Con yêu hay con không yêu thì con phải nói năng dứt khoát chứ, con đừng có rền rứ nước đôi như thế, người ta đi tìm con khổ thân người ta ra mà con làm như thế mẹ thấy cũng không ổn. Thế nhưng mà cái lúc đấy thì mình chỉ, tại vì khi mà mình đã không muốn nói ra thì mình sẽ tìm lý do mà mọi người cũng biết, nếu mà bạn thật sự muốn thì bạn sẽ tìm cách, còn bạn không muốn thì bạn tìm lý do. Thì lúc đấy mình vẫn tiếp tục lý do là vì cái anh này anh rất là tốt, mình không thể nói một cái câu chia tay phũ phàng được, thà là cứ xa nhau đi xong rồi dần dần mối quan hệ nó phai nhạt thì anh sẽ đi tìm người mới, và mình thì không phải nói những câu phũ phàng và cái lý do sâu ở bên trong nữa. Mình thật sự là mình cũng không muốn nhận mình là người có lỗi, mình cảm thấy cái chuyện mà em xin lỗi anh, em đã yêu người khác rồi, nó là cái câu mà mình nghĩ là mình cái thời điểm đấy mình nghĩ là mình không thể nói được. Thế mình vẫn tiếp tục trốn chạy, mình cũng không nói với người ta như lời mẹ mình khuyên mình. Thế xong sau đấy thì anh lại vào Sài Gòn để tìm mình. Thì như người ta ra thì khi mà đã thấy người yêu của mình mà khổ sở thì mình đi hết ngược xuôi để tìm mình như thế thì thôi, nói cho người ta rõ ràng một lần cho xong đi. Nhưng mà đấy, mình với cái sự hèn nhát và kiểu dạng như không muốn nhận mình là người sai, rồi là lại lấy lý do là sợ người ta tổn thương, mình lại tiếp tục trốn tránh tiếp. Thì cuối cùng thì qua một vài người bạn, người ta cũng biết là mình có người yêu mới ở trong Sài Gòn. Mình nghĩ là người ta chắc là cũng chẳng bất ngờ gì, nhưng mà mình tin là mình đã để lại một cái nỗi thất vọng rất là lớn ở trong lòng người đấy. Còn bản thân mình thì mình tự đưa mình vào cái tình thế mình là người nói dối, mình là người có lỗi với cả hai bên. Và bản thân thì đến tận thời điểm này, khi mà mình kể cho mọi người nghe cái câu chuyện này của mình, thì mình vẫn thấy rất là ân hận. Thì mình nghĩ là đấy là hai cái câu chuyện mà dùng rằng trong cái chuyện từ bỏ mà làm cho mình cảm thấy rất là suy nghĩ và rất là nhớ, và đến bây giờ mình cũng vẫn còn nhớ. Thì đấy là hai cái câu chuyện mà mình muốn kể cho mọi người nghe về những cái chuyện từ bỏ mà mình từng trải qua, mà mình từng rất là nhớ. Thì mình thấy là ở trong cả hai câu chuyện thì có một cái điểm chung là mình đều không dám đối diện với chuyện từ bỏ. Mình dùng rằng cái chuyện từ bỏ, và cuối cùng thì cái kết cục như mọi người cũng biết ấy, nó không vui vẻ gì cho tất cả các bên. Ví dụ như cái câu chuyện với đôi giày chẳng hạn, thì thay vì là mình khi mà mình đã đi nó đã rách ra rồi thì mình bỏ nó đi và mình đi đôi giày mới, thì thứ nhất là mình cho bố mẹ được vui lòng, thứ hai là cái đôi giày ấy nó không phải, dù sao nó cũng, khi mà mình không đi nữa mà mình bỏ nó đi rồi thì nó cũng sẽ có một cái số phận khác, chứ nó không phải là một xác chết mà kiểu dạng như nằm phơi ở trên nóc căn nhà đối diện và dằn mặt mình suốt mấy tháng trời, và bản thân mình thì cảm thấy đau khổ mà cảm thấy giận bản thân nữa, không bảo vệ được cái đôi giày đấy, rồi là giận bố mẹ vì tại sao lại đối xử phũ phàng với mình như thế. Trong khi nếu như mà mình cư xử đúng thì mình sẽ hiểu là cái gì nó cũng sẽ có hạn sử dụng thôi, và đôi giày nó đã hỏng rồi thì mình phải đi đôi giày khác. Bố mẹ rất là thương mình nên là đã mua một đôi giày mới để cho mình đi, để mình không phải đi đôi giày rách, mà mình nên cảm ơn bố mẹ về điều đấy.
Thế nhưng mà khi mà mình dùng rằng từ bỏ một cái thứ mà mình không nỡ thì cái hệ quả nó mang lại rất là tệ hại. Và với cái câu chuyện tình cảm của mình cũng thế. Mình nghĩ là nếu như mà mình được làm lại thì cái thời điểm đấy mình sẽ lấy hết cái sự dũng cảm của mình. Mình sẽ lấy hết tất cả sự can đảm của mình để mình thừa nhận với người ta là: anh ơi, em xin lỗi anh, em sai rồi, em đã có tình cảm với người khác và em cảm thấy là em đang hòa nhập với cái cuộc sống mới này, và em nghĩ là em không còn nhiều tình cảm với anh nữa, và em thấy cái tình cảm của anh nó xứng đáng cho một người khác mà đón nhận cái tình cảm đấy tốt hơn em, và người ta là người tốt hơn em. Thì đáng ra là nếu như mà cái lúc đấy mà mình dũng cảm mình nói ra câu đấy thì thứ nhất là mình không kéo dài cái sự đau khổ cho người ta, và thứ hai là mình cũng không kéo dài cái sự ân hận cho bản thân mình, và thứ ba là mình không là người sai ở trong một cái cuộc tình tay ba rất là phức tạp mà nó kéo dài, và cuối cùng cả ba người đều tổn thương rất là nhiều. Và mình nghĩ là mình không tổn thương bằng hai người kia, bởi vì rõ ràng mình là người gây ra cái câu chuyện này mà. Nhưng mà nếu mà để mà bây giờ thì có khi là họ đã quên cái câu chuyện đấy rồi, nhưng mà bản thân mình thì đến giờ mình vẫn còn bị dằn vặt, và mình nghĩ đấy là cái mà mình phải chịu cái sự đau khổ hơn hai người kia qua cái sự từ bỏ dùng dằng của mình. Thế cho nên là mình nghĩ là rõ ràng là cái chuyện từ bỏ nó rất là khó khăn, thế nhưng mà một khi mà các bạn đã quyết định thì các bạn nên dứt khoát, đừng nên dùng dằng như mình. Bởi vì nếu mà mình dứt khoát ấy thì nó đau một lần rồi thôi, thì chia tay sớm bất đau khổ. Thế nhưng mà nếu mà mình cứ dùng dằng thì cuối cùng cái sự đau khổ nó sẽ kéo dài, và nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác nữa. Đấy, thì Phương nghĩ là để mà bàn đến cái chuyện từ bỏ, những cái câu chuyện mà Phương đã trải qua thì Phương rút ra như thế. Còn muốn kể cho mọi người nghe thêm một chuyện nữa là sáng nay thì Phương dọn tủ lạnh. Thì như mọi người cũng biết, Phương là một người mà rất là thích ăn rất là thích ăn vặt. Và những cái người mà thích ăn thì Phương nghĩ là thường thì đi đôi với cái chuyện mà thích ăn thì sẽ là thích lưu kiểu đồ ăn. Kiểu dạng như ăn không hết thì sẽ cất đi vào trong tủ lạnh, là cái món này rất là ngon, lâu lắm mình không được ăn. Hôm nay mình ăn no rồi thì mình sẽ cất nó đi, ngày mai mình ăn tiếp. Thế nhưng mà 80% là không có ngày mai ăn tiếp, mà ngày mai thì sẽ là mua một cái món đồ ăn khác để ăn, xong rồi lại bỏ dở như thế, xong lại tích vào thì cái kia để ở trong, lại đẩy vào sâu trong tủ lạnh, xong lại để đồ ăn mới trước. Thế xong rồi là hôm sau nữa thì mình lại ăn cái khác, xong mình lại nó cứ tích tụ lại. Và sáng nay Phương mở tủ lạnh ra thì Phương thấy cái tủ lạnh của Phương nó như một cái thùng rác. Ôi, nó toàn là túi ni lông, rồi là các món ăn ăn dở rất là nhiều, từ ngăn đá cho đến ngăn mát là đều đầy đặc đồ ăn ra. Thì tự nhiên mình dọn tủ lạnh xong thì mình thấy rất là nhẹ nhõm. Thế dọn tủ lạnh xong bỏ hết những cái thứ đồ ăn cũ đi, thế xong rồi là xếp những cái thứ đồ ăn mới vào trong tủ lạnh thì có không gian rất là mát, rồi là không có mùi đồ ăn thừa, trông rất là mát mẻ sạch sẽ, thì trong lòng mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Mà tự nhiên mình lại có một cái sự liên hệ, thì mình lại thấy là thật ra trái tim của mình với cái tủ lạnh chắc là nó cũng có một cái điểm chung, đấy là nó chỉ là một cái ngăn chứa mà nó hữu hạn thôi, nó không phải là một cái ngăn chứa vô hạn, và nó không thể chứa đựng tất cả mọi thứ cho mình được. Và cũng như cái tủ lạnh thì mình nghĩ là cái trái tim nó cũng phải cần được dọn dẹp định kỳ, cần được bảo dưỡng định kỳ để nó có cái không gian mà nó chứa những cái thứ phù hợp. Và nó không có không gian để chứa những thứ không phù hợp đâu, và trước sau gì bạn cũng phải bỏ nó đi thôi. Cho nên là cho dù là cái tủ lạnh hay là trái tim thì chúng ta cũng nên lâu lâu dọn dẹp để cho nó bền, để mình sử dụng nó một cách hạnh phúc. Mình nghĩ thế, của mình thấy cái liên tưởng của mình cũng hơi buồn cười đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì tự nhiên lại cái chủ đề của cái buổi nói chuyện lại là từ bỏ, mà trong cái buổi sáng tự nhiên mình lại bỏ một đống thứ vào trong tủ lạnh đi, xong rồi mình lại có cái liên tưởng luyên thuyên đấy. Thì thật ra mình biết là cái chuyện mà dọn dẹp trái tim, dọn dẹp tâm trí của mình nó không thể dễ dàng như cái chuyện mình dọn dẹp tủ lạnh được. Thế nhưng mà đấy, các bạn thấy không, một cái chuyện mà rất là dễ dàng như là dọn dẹp tủ lạnh, nó mang lại cho mình cái cảm xúc nó sung sướng và nó nhẹ nhõm như nào, thì nếu mà mình dọn dẹp được cái trái tim của mình thì chắc là nó sẽ còn sung sướng và nhẹ nhõm hơn rất là nhiều lần. Thế cho nên là thật ra bản thân mình cũng còn rất là nhiều những cái chấp niệm ở trong lòng ấy. Là con người thì ai cũng sẽ có những cái cảm xúc tiêu cực mà mình tích tụ. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta cố gắng chủ động điều chỉnh cái chuyện đấy thì mình nghĩ là nó sẽ healthy và balance hơn cho sức khỏe tinh thần của chúng ta. Và mình nghĩ là nếu như mà mình học được cái cách mà dứt khoát từ bỏ thì mình sẽ tránh được cái cảm giác ân hận về sau, khi mà mình dùng dằng và mình luyến tiếc những cái thứ mà nó không còn phù hợp nữa, và mình kéo dài cái thời gian đấy. Thì đấy cũng là cái bài học mà Phương rút ra qua cái chuyện từ bỏ. Thì
Thì đó, sau câu chuyện tủ lạnh thì Phương nghĩ là Phương cũng đã miên man khá là nhiều về những cái câu chuyện riêng tư của Phương rồi. Và bây giờ Phương muốn sang phần 2 để hát tặng cho mọi người nghe một ca khúc về một cô gái rất là mạnh mẽ trong chuyện từ bỏ, rất là khô. Và Phương nghĩ là Phương sẽ cố gắng để trở thành một người con gái dứt khoát như vậy. Ca khúc được mang tên Em bỏ hút thuốc chưa? Em lâu nay ra sao, sau bao năm chia tay, nay tự nhiên lại hỏi em ra sao. Khi mưa đêm đang rơi, em không nghĩ em sẽ sẵn sàng ôn lại kỷ niệm không vui. Ngày xưa anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó. Mà trong khi em biết anh thì vừa rồi thì là ca khúc Em bỏ hút thuốc chưa. Và Phương cũng đã tâm sự xong với mọi người. Thì thật ra Phương biết là bây giờ cũng không phải là giờ để đi ngủ với rất là nhiều bạn trẻ. Bởi vì bình thường như Phương thì Phương cũng phải đến 1-2 giờ sáng Phương mới ngủ. Thế nhưng mà với những ai mà đang muốn tập ngủ sớm và muốn ngủ mà dễ vào giấc hơn, thì Phương sẽ ru mọi người ngủ bằng một bài thiền nữa. Bài thiền rất là đơn giản. Và Phương nghĩ rằng là nếu như mà các bạn cứ làm theo những cái lời dẫn của mình thì các bạn sẽ đi vào giấc dễ dàng và sẽ có một giấc ngủ sâu hơn.
Bởi vì là hết cái bài dẫn thiền của mình thì sẽ là nhạc lưu diêu một lúc, thế xong rồi là nó sẽ fade out, nó sẽ tắt dần đi để cho mọi người ngủ. Cho nên là Phương sẽ gửi lời chào tạm biệt tới mọi người từ bây giờ. Chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Bye bye, bye bye.